Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, ngành du lịch tỉnh Tây Ninh từng bước khẳng định được vị thế, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước với trọng tâm là núi Bà Đen. Bên cạnh đó, Tây Ninh còn là tỉnh có đa dạng các nghề truyền thống, mang nét đặc trưng văn hóa nông nghiệp, nông thôn và nhiều sản vật địa phương, tiêu biểu như mãng cầu, bánh tráng, muối tôm, muối ớt, ẩm thực chay. Đây chính là tiềm năng, lợi thế để tỉnh phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn. Nhận rõ lợi thế từ việc kết hợp phát triển trang trại nông nghiệp với du lịch, những năm gần đây, nhiều địa phương của tỉnh đã có ý tưởng tạo ra các mô hình hấp dẫn như du lịch trang trại đồng quê, trải nghiệm làm nông dân, trải nghiệm những sinh hoạt lao động ẩm thực thường ngày của người dân bản địa. Các mô hình này đã tạo ra các điểm đến, sản phẩm du lịch nông nghiệp hấp dẫn, thu hút du khách. Nằm trên địa bàn xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, 3 năm nay, vườn châu tầm Ba Phong của ông Nguyễn Thanh Vũ đã dần được nhiều người biết đến. Mọi người đến đây thực sự thích thú với không gian tươi mát trong lành, đặc biệt là có thể tìm hiểu quy trình làm vườn hữu cơ, trải nghiệm hái châu tầm và thưởng thức miễn phí ngay tại vườn. Nó lợi nhuận từ du lịch là một phần rất là lớn trong cái làm nông nghiệp hữu cơ này, với lại sản phẩm của mình. Tại mình bán sản phẩm mà an toàn cũng chưa chắc là khách hàng biết, nhưng mà có khách du lịch tới thì mình vừa có thu nhập là khách hàng tới để mua sản phẩm tại vườn, mà đồng thời cái hàng của mình đó là nó tăng thêm cái uy tín rất là lớn mà khách hàng ở rất nhiều nơi biết. Cho nên đó, khi mình bán hàng thì nó sẽ không có vấn đề mà gặp khó khăn giống như là hàng bị là ế hoặc là bị là mất giá. Cho nên nó là lợi nhuận kép, và không phải du lịch đem lại cái lợi nhuận chính mà nó là cái lợi nhuận lớn của quảng bá cái hàng của mình. Cái đó mới là vấn đề. Thực tế cho thấy, du lịch nông nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho cả sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân ở các vùng nông thôn. Không chỉ góp phần đa dạng hóa hoạt động thương mại, giải quyết vấn đề đầu ra cho nông sản, mà còn trực tiếp hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Bên cạnh đó, du lịch nông nghiệp ở một số địa phương còn gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, chương trình OCOP, chương trình bảo tồn các giá trị văn hóa của làng nghề truyền thống với việc phát triển đa dạng sản phẩm. Tại xã Bầu Đồn, huyện Cò Dầu, nổi tiếng là thủ phủ trồng sầu riêng của tỉnh Tây Ninh. Sầu riêng ở đây không chỉ có diện tích trồng lớn nhất của tỉnh, mà chất lượng cũng được đánh giá ngon hơn ở những vùng khác. Chính sự khác biệt ấy đã làm nên thương hiệu cho sản phẩm. Năm 2022, sản phẩm sầu riêng của hợp tác xã cây ăn trái Bầu Đồn được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao. Cũng từ đây, sản phẩm sầu riêng của hợp tác xã được mọi người biết đến nhiều hơn. Hiện nay, không chỉ chú trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hợp tác xã cây ăn trái Bầu Đồn còn định hướng kết hợp sản phẩm sẵn có để phát triển du lịch. Mình cũng đã định hướng cái hợp tác xã của mình là hợp tác xã gắn kết với du lịch. Thì mình cũng đã đi tham quan và mình cũng đã đi học hỏi những cái nơi họ đang làm du lịch để mình về mình áp dụng cho hợp tác xã mình. Cái mô hình này đem lại cái hiệu quả của cho hợp tác xã rất là lớn. Cái thứ nhất á, thì mình có thể mang lại thêm nguồn thu nhập cho hợp tác xã về mảng du lịch. Cái thứ hai, có thể quảng bá được cái hình ảnh, cái nhãn hiệu, cái sầu riêng của hợp tác xã. Xác định du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp là hoạt động không chỉ làm thay đổi tập quán du lịch tại địa phương, mà lợi ích kép còn giúp cho ngành nông nghiệp phát triển theo. Chính vì vậy, việc phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Tây Ninh đặt ra trong chương trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2025. Tây Ninh là một cái tỉnh có cái cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng cũng khá lớn, nên là cái định hướng là sẽ phát triển những cái sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp nông thôn, mà theo hướng là phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững. Thì theo đó thì là sẽ khuyến khích những cái điểm đến du lịch, những sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường, khai thác và phát huy tối đa hợp lý các giá trị tài nguyên thiên nhiên sẵn có để hình thành những cái sản phẩm du lịch mới, tăng cái tính trải nghiệm cho du khách và để cho du khách có thời gian lưu trú dài ngày hơn ở Tây Ninh, tăng chi tiêu và tăng cái doanh thu du lịch Tây Ninh. Trong chiến lược phát triển du lịch, tỉnh Tây Ninh cũng định hướng xây dựng phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với sự tham gia trực tiếp của người dân và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên của các địa phương.
trong đó tập trung phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng đa dạng khác biệt, gắn với bản sắc đặc trưng vùng biển, có tính trải nghiệm và giá trị gia tăng cao, theo định hướng của thị trường và phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng. Đồng thời hỗ trợ bảo tồn, phục dựng và phát triển các làng nghề, ẩm thực, trang phục truyền thống và hoạt động nông nghiệp, loại hình biểu diễn văn hóa thể thao, chủ động lựa chọn sản phẩm du lịch, xây dựng các khu điểm du lịch phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương để kết nối hệ thống du lịch chung của tỉnh, tạo ra sự đa dạng phong phú về sản phẩm du lịch. Phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc sản của địa phương theo chương trình mỗi xã một sản phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm quà tặng cho khách du lịch. Khuyến khích hỗ trợ xây dựng các khu bán sản phẩm địa phương phục vụ ẩm thực, lưu trú gắn với các nông trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, các vùng sản xuất cây đặc sản, cây có thế mạnh của tỉnh. Các mô hình này cho thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, Trảng Bàng và các huyện Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu xây dựng triển khai. Dương Minh Châu cũng có nhiều cái sản phẩm nông nghiệp mà gọi là cũng khá là đặc thù, tức là các điểm khác cũng có, nhưng Dương Minh Châu có với một cái điều kiện khí hậu và cái điều kiện tự nhiên nó sẽ khác hơn. Và cũng mong rằng là với cái đặc thù đó thì cái du lịch về sinh thái, du lịch về gắn liền với sản phẩm nông nghiệp của Dương Minh Châu nó sẽ được ghi nhận và được phát triển hơn, góp phần trong cái phát triển du lịch chung của tỉnh Tây Ninh. Để cụ thể hóa những định hướng của tỉnh trong phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, hiện nay các sở ngành địa phương trong tỉnh đã đặt ra những mục tiêu giải pháp trong phát triển du lịch gắn với nền nông nghiệp bền vững, hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có năng lực cạnh tranh quốc tế, đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ. Riêng với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh cũng đã thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, gắn kết, hỗ trợ các đơn vị thành viên thông qua việc tổ chức các hội nghị sinh hoạt thành viên theo địa bàn, thành lập các câu lạc bộ theo nhóm ngành nhằm tạo sự liên kết gắn bó chặt chẽ của các hợp tác xã, doanh nghiệp cùng lĩnh vực hoạt động, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong quá trình hoạt động, hợp tác để cùng nhau phát triển sản xuất kinh doanh, quảng bá các sản phẩm, mở rộng thị trường. Ngoài ra, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng luôn quan tâm tạo điều kiện để hỗ trợ cho hợp tác xã và đơn vị thành viên tiêu thụ sản phẩm, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm, đồng thời hướng các hợp tác xã nông nghiệp mở rộng quy mô nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương. Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đã làm một cái đề án, dự án để chúng ta phát triển cái mô hình hợp tác xã gắn liền du lịch nông thôn. Thì cái đã làm được cái phương án đề tài cũng như cái hội thảo khoa học là để tiến tới trong thời gian tới để thực hiện cái mô hình này. Thì qua cái việc triển khai đó thì thấy rằng các hợp tác xã như hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh Trung cũng như hợp tác xã cây ăn trái Bồ Đồng là những cái hợp tác xã này có những cái điều kiện cụ thể để có thể là có cái hướng để chúng ta phát triển cái mô hình này. Hiện nay, du lịch nông nghiệp đang là một hướng đi mới cho du lịch của tỉnh Tây Ninh. Nhờ khai thác lợi thế, giá trị khác biệt, nổi bật của nông nghiệp, nông thôn, đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nông thôn mới, mô hình du lịch nông nghiệp đang cho thấy những dấu hiệu tích cực. Để góp phần phát triển cái du lịch xanh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thời gian qua thì đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như là các cơ quan hữu quan và các chính quyền địa phương thì có những cái chính sách hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp, những cái tổ chức cá nhân tham gia hoạt động vào cái lĩnh vực du lịch nông nghiệp, nông thôn. Thì bằng cái qua những cái hỗ trợ về pháp lý, những cái thủ tục, và cũng tỉnh cũng đã đang có dự kiến ban hành những cái chính sách hỗ trợ cho những cái tổ chức cá nhân tham gia hoạt động đầu tư vào lĩnh vực này. Xác định du lịch sinh thái là hoạt động không chỉ làm thay đổi tập quán du lịch tại địa phương mà lợi ích kép còn giúp cho ngành nông nghiệp phát triển theo,
Từ đầu năm 2024 đến nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đã tổ chức nhiều chuyến farm trip nội tỉnh cho các đơn vị lữ hành có dịp tìm hiểu, kết nối với chủ cơ sở kinh doanh sản xuất sản phẩm gắn với nông nghiệp để tạo ra những sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến với Tây Ninh. Tuy nhiên, để phát triển du lịch nông nghiệp trở thành lợi thế với những sản phẩm đặc trưng, còn rất nhiều việc phải làm. Thời gian gần đây chúng tôi cũng rất là muốn làm du lịch về nông nghiệp. Nhưng vướng cái là có đôi lúc khách cũng muốn nghỉ ngơi lại, thì chúng tôi chưa đủ những cái nhà để mà đảm bảo cho khách nước ngoài, đặc biệt là một số khách khó tính. Như vậy thì để xây dựng những cái farm stay, xây dựng những cái homestay cần lắm là những cái chương trình, những cái quy định, những cái chính sách, những cái sự hỗ trợ từ các sở ban ngành làm như thế nào đó để tạo cho nông nghiệp trở thành một điểm đến du lịch của Tây Ninh. Một điều dễ dàng nhận thấy để du lịch nông nghiệp tại Tây Ninh trở thành một trong những loại hình du lịch chính, cần phải có chiến lược về phát triển sản phẩm. Việc lựa chọn xây dựng và phát triển mô hình du lịch nông nghiệp phải khai thác được sự khác biệt, tạo ra các sản phẩm mang tính đặc trưng, đặc thù của từng vùng quê, có tính hấp dẫn cao với du khách và quan tâm đến chất lượng và giá cả dịch vụ, vấn đề vệ sinh môi trường. Cùng với khôi phục bản sắc văn hóa ở các vùng nông thôn, du lịch nông nghiệp phải hướng đến sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, sản phẩm và nhân lực tại chỗ, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên, trong đó có lợi ích của người nông dân trực tiếp tham gia. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thông tin Đối ngoại kỳ này do Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh thực hiện cũng đã hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại!